Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi. Sau đây tôi xin giới thiệu đến các anh chị và các bạn phần 5 trên 6 của bài 16. Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra lại cách viết của những cái từ mới xuất hiện trong bài để xem chúng ta đã viết chính xác chưa trước khi chúng ta vào các cái đoạn đàm thoại và bài đọc ngắn. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Và đến đây mình xin kết thúc phần 5 đến 6 của bài 16. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp mọi người ở video clip kế tiếp, tức là cái clip sau cùng. Trước khi chúng ta bước sang bài mới, xin chào mọi người.